Đây chính là điều tôi thường khuyên giải với các vị đồng tu. Chúng ta cần phải dùng thái độ như thế nào để qua lại với người khác? Điều này phải học Phật. Thái độ của Phật dùng là tứ tất đàn, tứ nhiếp pháp. Chúng ta học hiểu tứ tất đàn, tứ nhiếp pháp. Khi quan hệ qua lại với tất cả chúng sinh, không có đến nơi nào mà không được lợi ích. Ta sẽ được sự quan nghênh của quần chúng, sẽ được mọi người kính mến. Bất luận làm việc gì cũng được thành công. Nhân duyên của bạn tốt có duyên với người. Trong tứ tất đàn, cái thứ nhất, thế giới tất đàn. Như thế nào gọi là thế giới tất đàn? Tôi nghĩ các vị trong đây đều hiểu được. Khiến cho tất cả chúng sanh sinh tâm hoan hỷ. Thế là nói về thời gian, giới là nói về không gian. Dùng thời gian không gian thì bao quát tất cả chúng sinh. Không chỉ chúng sinh hiện tại, chúng ta cần phải khiến cho họ sinh tâm hoan hỷ, mà quá khứ, vị lai cũng là như thế. Ba đời mười phương tất cả chúng sinh, chúng ta tiếp xúc với họ, việc đầu tiên cần phải dạy người sinh tâm hoan hỷ. Đây là Bồ Tát. Ngay khi họ không thích thì chúng ta tránh. Ngay lúc đó chúng ta không tiếp xúc. Nghe được họ cũng mừng. Bạn thấy người ấy sợ mình, ta không thích họ thì họ tránh né. Về sau dần dần họ hiểu, đây là họ tôn kính ta, họ sợ ta sinh phiền não, họ để cho ta vui vẻ. Sau khi họ hiểu rõ thì họ sẽ đến tìm bạn. Bạn không cần phải tìm họ, họ đến tìm bạn, họ đến để sám hối với bạn. Thay đổi vật tâm. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, vị nhân tất đàn. Tất đàn, tất là phổ biến. Danh từ này là do Hoa Phạm hợp dịch. Đàn là tiếng Phạn, tất là tiếng Trung Quốc. Tất là phổ biến, bình đẳng. Đàn là đàn na, bố thí. Đầu tiên là bố thí hoan hỷ. Nhất định không thể để cho tất cả chúng sinh vì ta mà sinh phiền não. Nhất định cần phải khiến cho tất cả chúng sinh nhờ ta mà sinh hoan hỷ. Đây là việc của Phật Bồ Tát đã làm. Việc thứ hai, cần phải bố thí rộng khắp vì nhân. Tôi thường luôn nói, mỗi niệm đều vì chúng sinh, không nên vì bản thân mình. Phải nên suy nghĩ cho chúng sinh. Cần phải khiến cho chúng sinh được phước. Cần phải khiến cho chúng sinh được lợi ích. Nghĩ đến họ, đừng nghĩ cho bản thân. Nghĩ cho bản thân thì sai, nghĩ đến người khác là đúng. Tất cả chư Phật Bồ Tát đều có cách nghĩ này. Chắc chắn không có một đức Phật nào, một vị Bồ Tát nào nghĩ cho bản thân mình. Đây là chỗ khác biệt giữa Phật và chúng sinh. Chúng sinh tuy nghĩ đến người khác nhưng vẫn còn nghĩ về bản thân, không thể quên được bản thân. Chư Phật Bồ Tát nhớ nghĩ đến chúng sinh. Chúng sinh chính là bản thân mình, không có nghĩ về bản thân mình. Cho nên gọi là bậc giác ngộ. Nghĩ đến người khác mà vẫn còn nghĩ về bản thân mình, tuy giác ngộ rồi nhưng chưa có giác ngộ được thấu triệt. Trong giác vẫn còn vướng lại một phần mê, không thanh tịnh. Do đó không thể thành đại giác. Đạo lý là ở chỗ này.
mỗi niệm cần phải nghĩ cho người khác. Mỗi niệm cần phải nghĩ về những chúng sinh khổ nạn. Ít nhất, bạn không thể thông suốt đạo lý chân tướng sự thật trong đó. Cũng phải nên nghĩ đến nhân duyên quả báo. Chúng sinh đang chịu khổ, quả báo hiện tiền. Quả báo này là do nhân gì? Nhân như thế nào thì duyên như thế nấy, bạn cần phải nghĩ đến. Rồi sau đó lại nghĩ đến làm thế nào để giúp họ giải quyết. Đưa ra cách để đối trị. Vì thế, trong tứ tất đàn, cái thứ ba là đối trị. Bạn có phương pháp đối trị, đem phương pháp này để bố thí cho họ, nhất định có phương tiện khéo léo. Cần phải quan sát căn cơ, họ có thể tiếp nhận được chăng, thích tiếp nhận chăng. Thí như một người bệnh, Bồ Tát là vị bác sĩ vừa nhìn qua thì biết người bệnh đau ở chỗ nào, họ sẽ có phương pháp để điều trị. Nhưng người bệnh cần phải có lòng tin đối với bác sĩ. Nếu người bệnh không có lòng tin với bạn thì không chịu tiếp nhận. Nếu có tiếp nhận nhưng không đủ lòng tin, không chịu uống thuốc của bạn cho, thì không có hiệu quả. Nếu có lòng tin đối với bác sĩ, có lòng tin tuyệt đối, bạn uống thuốc của bác sĩ cấp sẽ rất có hiệu quả. Đạo lý trong đó cũng rất sâu. Bồ Tát hiểu rõ căn tánh của chúng sinh, biết chúng sinh từ vô thị kiếp đến nay họ đã tạo biết bao nghiệp duyên. Vì thế, Bồ Tát có thể căn cứ vào bệnh tình mà cho thuốc, thuyết pháp cho họ nghe. Sau khi họ nghe xong thì có thể khai ngộ, có thể chứng quả. Việc này chúng ta thường thấy ở trong kinh. Đức Thế Tôn giảng kinh, thuyết pháp, trong khi thính chúng vẫn chưa nghe xong, nghe được một nửa thì họ khai ngộ, chứng quả. Chúng ta thấy được rất nhiều. Vì sao có hiện tượng này? Có thể quan sát căn cơ, nói pháp khế hợp căn cơ, chạm vào cửa ngộ của họ, tháo gỡ những bế tắc cho họ, chỗ bế tắc liền khai thông. Đây gọi là đối trị. Điều này không dễ. Nếu chính mình không phải là người đối diện thì rất khó đối trị được. Bản thân mình ngộ càng sâu, ngộ càng triệt để, hiệu quả đối trị càng rõ ràng, càng thù thắng. Thứ tư, đệ nhất nghĩa tất đàn. Đệ nhất nghĩa tất đàn nói những gì? Chúng ta cần phải dùng lời bây giờ để nói, giúp cho họ niệm Phật vãng sinh làm Phật. Đây mới là đệ nhất nghĩa. Không thể vãng sinh, nói cách khác, quyết định không thể rời khỏi sáu đường. Không thể rời khỏi sáu đường thì phiền phức rất lớn. Suốt đời này họ tiếp nhận sự giáo huấn của ta,
có thể chuyển ác làm thiện, không thể phá mê khai ngộ. Đời sau được sinh vào đường lành, sau khi sinh về đường lành, ở đây hưởng phước, còn có thể duy trì được đoạn ác tu thiện chăng? Rất khó nói. Ngày nay chúng ta thấy thế gian người đại phú đại quý cũng nhờ đời trước họ đoạn ác tu thiện, quả báo của họ được, đời này hưởng phước. Đời này hưởng phước thì hưởng hồ đồ rồi, mê muội rồi. Do đó Phật, Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức thì hiện cho ta thấy có phước không hưởng. Vì sao? Duy trì sự cảnh giác cao độ, phước hưởng hết, nhất định mê hoặc điên đảo, lập tức thoái chuyển, lập tức đọa lạc. Chư vị bình tĩnh quan sát thế giới này sẽ thấy rất rõ ràng. Bạn thấy người đại phú đại quý có ai không tạo nghiệp? Đời trước tu tích thiện căn phước đức rất lớn, cảm được quả báo này. Rất đáng tiếc, thời gian của quả báo không lâu, thọ mạng của con người không dài, thời gian bạn hưởng phước không lâu, hưởng phước hết rồi thì đi vào ba đường. Trong Phật Pháp nói oan của ba đời: đời thứ nhất tu phước, đời thứ hai hưởng phước, đời thứ ba đọa lạc. Hưởng phước thì không biết tu phước nữa. Vì thế phước không thể hưởng. Đây là chân lý. Khi nào có thể hưởng phước? Đến khi nào không còn mê muội. Nói cách khác, hạng độ thấp nhất là chứng quả vị A-la-hán, có thể hưởng phước. Pháp thân đại sĩ hưởng đại phước báo, y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc, y chánh trang nghiêm của thế giới hoa tạng. Pháp thân đại sĩ hưởng lạc, các ngài ở trong đó có thể hưởng thụ. Các ngài đến thế giới này của chúng ta không thể hưởng thụ. Đến thế giới này của chúng ta hưởng thụ là cái gì? Chúng ta sẽ học theo các ngài, chúng ta cũng hưởng thọ. Các ngài hưởng thụ thì không có vấn đề, nhưng chúng ta hưởng thụ thì gây go. Vì thế các ngài muốn thay chúng sinh chịu khổ, các ngài muốn thị hiện không hưởng thọ, có phước báo mà không hưởng thụ, để chúng ta học theo các ngài. Phật Thích Ca Mâu Ni cần gì phải đến thế giới này của chúng ta thị hiện là một vị tăng khổ hạnh chứ? Ngài là bậc phước báo viên mãn, phước tuệ nhị túc tôn, vì sao thị hiện là một người khổ hạnh? Hàng ngày phải ôm bát ra ngoài để khất thực. Nói với chúng ta, trước khi chưa chứng đắc quả A-la-hán, chưa chứng đắc chánh giác, không được hưởng phước. Hưởng phước thì sẽ tạo tội nghiệp. Ở trong giai đoạn này, có phước phải nên biết cho mọi người hưởng, cho tất cả chúng sinh hưởng, còn bản thân mình quyết định không thể hưởng. Người xuất gia nhận sự cúng dường của tín đồ, tiền tài có được dễ dàng. Nếu những thứ cúng dường này sử dụng không thích đáng thì sẽ bị đọa vào ba đường. Vì thế các vị cần phải quan sát cẩn thận. Những lão hòa thượng được cúng dường rất nhiều, bạn thấy sao? Thế nhưng vị ấy qua đời thế nào? Này, chúng ta cần phải biết cảnh giác. Bạn thấy khi những vị ấy qua đời, tinh thần hỗn loạn mơ hồ, người chết với tướng trạng ấy thì không tốt, đó là tướng xấu, thì chúng ta giác ngộ được. Sự thị hiện của Phật Bồ Tát, sự thị hiện của Tổ sư Đại Đức thật xác thực. Chúng ta không thể đi vào con đường này. Chúng ta không thể bắt chước theo họ, nói không chừng họ là Phật Bồ Tát thị hiện. Thị hiện tướng trạng này cho chúng ta thấy, bạn được cúng dường nhiều, bạn hưởng phước giống như tôi, thì bạn cũng sẽ bị giống như tôi vậy,
sự thị hiện này của họ là giả, chúng ta là thật, chúng ta thật thì đọa địa ngục. Chúng ta cũng không biết họ là thật hay là giả, chúng ta vẫn dùng tâm cung kính để đối đãi. Họ là vị thầy tốt của chúng ta, thì hiện tấm gương cho chúng ta thấy, chúng ta dùng tâm như thế thì đúng rồi. Họ đều là đại thiện tri thức của chúng ta, đều là giúp cho ta giác ngộ, đều là giúp đỡ ta sửa đổi lỗi lầm của mình. Chúng ta nhất định không thể coi thường họ. Phật Bồ Tát thị hiện, không biết có thị hiện chánh diện hay thị hiện phản diện. Không luận là chánh diện hay phản diện, đối với chúng ta cũng có tác dụng giáo hóa rất sâu sắc. Đây cũng nói đến cảnh duyên không có đẹp xấu của Đại sư Ngẫu Ích đã nói, đẹp xấu ở tâm mình. Chúng ta dùng thái độ này để đối đãi, họ là Bồ Tát thị hiện. Chúng ta dùng tâm phàm phu để cư xử, họ bị đọa lạc. Chúng ta là phàm phu, đối với chúng ta không khởi tác dụng giáo hóa, chúng ta đang xem trò cười. Có thể thấy được thiện ác thị phi, cảnh giới bên ngoài không, đều do một niệm của chính mình. Điều này chúng ta cần phải hiểu, nhất định cần phải giúp đỡ người tu hành chứng quả. Hôm nay giúp đỡ người tu hành chứng quả chính là vãng sinh tịnh độ. Nhất định cần phải hiểu được, ngoài pháp môn này ra, ngay trong đời này muốn chứng đắc quả quyết định không thể được. Vì sao? Không luận tu học pháp môn nào cũng cần phải đoạn kiến tư phiền não. Đoạn kiến tư phiền não đâu phải là chuyện dễ. Trong tâm chúng ta cần phải hiểu rõ, làm không được. Chúng ta cần phải tìm ngay trong đời này pháp môn này có thể làm được để tu, chúng ta mới có được thành tựu. Pháp môn làm không được, bạn muốn tu nó, bạn không cho là lãng phí thời gian của bạn, lãng phí tinh lực của bạn, thế thì thật đáng tiếc. Do đó, pháp nhất định cần phải kế cơ mới có thể thu được hiệu quả. Chư Phật Bồ Tát đều là dùng tứ tức đàn phó duyên. Phó duyên chính là cảm ứng, chúng sinh có cảm thì họ